Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, những khán giả thân yêu của Từ Văn Hóa TV. Anh Hòa Đan Mạch, Anh Hòa Slovenia, Anh không thắng Slovakia trong 90 phút. Bồ Đào Nha thua Georgia, Pháp thắng Áo cách biệt chỉ một bàn. Pháp hòa Ba Lan, Hà Lan thua Áo, Đức hòa Thụy Sĩ. Bồ Đào Nha không thắng được Slovenia trong thời gian thi đấu chính thức. Ý thất bại trước Thụy Sĩ. Đó là những kết quả bóng đá rất thông thường thôi. Trái bóng tròn mà, có thắng có thua và đương nhiên sẽ có bất ngờ. Một đội có thể yếu nhưng nếu chiến thuật hợp lý sẽ khiến đối phương hùng mạnh phải thở oxy, thậm chí tắc thở luôn. Song hành với mỗi thất vọng của các đại gia là thảm họa của các anh em ưa thể thao mạo hiểm. Những người chơi hệ kiếp đỏ đen, hội anh em hay ra cầu, hay dắt xe ra, dắt xe vào. Bởi đa phần họ sẽ trao gửi niềm tin vào những đội mạnh. Và trong một kỳ Euro ngập tràn những trận đấu tồi tệ và thất vọng của những ông lớn, hiển nhiên là những niềm tin ấy đã khiến vô số những người tan nát gia đình, khuynh gia bại sản. Của thì cứ đi, người thì cứ buồn. Theo một nghiên cứu không chính thức thì Euro năm nay, tỷ lệ người chơi không giành chiến thắng lên đến 80%. Tức là tỷ lệ rơi vào cảnh trắng tay, mất tiền là cực kỳ cao. Và lướt một vòng vào các hội nhóm than thở trên mạng xã hội, chúng ta sẽ thấy dày đặc các bài viết của các chị em về việc chồng con mình báo nhà những khoản nợ lên tới cả 100 triệu, thậm chí hàng tỷ đồng. Bên cạnh những vấn nạn về việc suy thoái kinh tế gia đình, thì xin nhắc lại là tại Việt Nam, cờ bạc là không được chấp nhận. Đừng nghĩ chơi ít là vô tội. Luật sư Hoàng Trọng Giáp, giám đốc công ty luật Hoàng Sa, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, theo quy định của pháp luật, đánh bạc trái phép là hành vi đánh bạc được thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào với mục đích được thua bằng tiền mặt hay hiện vật, không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc được cấp phép nhưng thực hiện không đúng quy định trong giấy phép được cấp. Theo điều 321 Bộ luật hình sự 2015, người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hoặc hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng trở lên hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự về các hành vi liên quan tới đánh bạc thì sẽ bị xử lý hình sự về tội đánh bạc. Như vậy, trong trường hợp số tiền đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên, người có hành vi đánh bạc sẽ bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, việc xác định số tiền đánh bạc như thế nào, đặc biệt với các trường hợp đánh bạc bằng hình thức cá độ qua mạng là điều không phải ai cũng hiểu rõ. Thưa quý vị, theo đó, nghị quyết số 01-2010 NQ-HDTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã quy định về việc xác định số tiền hoặc giá trị hiện vật của người chơi đề, cá độ và của chủ đề, chủ cá độ, dùng đánh bạc dưới hình thức chơi số đề, cá độ bóng đá, cá độ đua ngựa, vân vân như sau. Đối với con bạc, theo khoản 5.1 điều 1 nghị quyết này, nếu người chơi thắng cược, số tiền đánh bạc được xác định là tổng số tiền mà họ bỏ ra để cược cộng với số tiền thực tế mà họ nhận về từ chủ đề hay chủ cá độ. Ngược lại, nếu họ thua cược hoặc bị phát hiện trước khi có kết quả cá cược, thì số tiền mà họ dùng đánh bạc là tổng số tiền mà họ đã bỏ ra để đặt cược. Mới đây, lực lượng công an tỉnh Quảng Bình đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền và quyết liệt đấu tranh với loại tội phạm này nhằm làm trong sạch địa bàn. Một chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng hoạt động đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet vừa được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh chủ trì phối hợp với công an huyện Bố Trạch và các phòng nghiệp vụ đấu tranh triệt xóa thành công. 6 đối tượng cùng trú tại huyện Bố Trạch là các mắt xích trong đường dây này đã bị bắt. Khai thác nhanh thì các đối tượng khai nhận từ đầu tháng 6 năm 2024 khi bắt đầu giải bóng đá Euro 2024, các đối tượng sử dụng điện thoại thông minh có kết nối mạng internet đăng nhập vào tài khoản đánh bạc thông qua các website của các nhà cái, chia tài khoản để sử dụng đánh bạc. Tổng số tiền giao dịch đánh bạc qua tài khoản hơn 10 tỷ đồng. Vâng, xin nhắc lại là hơn 10 tỷ đồng. Lực lượng công an tỉnh đã triệu tập làm việc đối với 20 đối tượng, thu giữ 15 điện thoại di động, máy tính, các tài liệu có liên quan đến hoạt động đánh bạc và 70 triệu đồng. Là người trực tiếp tạo tài khoản, giao tài khoản cho các đối tượng quản lý và đánh bạc, Nguyễn Xuân Hùng khai nhận, đối tượng có xin của một đối tượng không rõ lai lịch ở thành phố Đồng Hới để cấp một tài khoản Master nhằm làm cá độ mùa Euro 2024. Sau đó thì đối tượng chia ra nhiều trang con và giao cho nhiều người khác chơi. Khi giao cho người khác thì đối tượng trực tiếp hưởng chênh lệch ở trong đó. Theo các cơ quan chức năng, qua công tác đấu tranh xử lý tội phạm liên quan đến cá độ cho thấy việc đấu tranh với loại tội phạm đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng gặp không ít những khó khăn. Để chuyên án thành công cùng với sự kiên trì chịu khó, chịu khổ của các trinh sát, điều tra viên còn cần có sự chung tay của nhiều lực lượng nghiệp vụ cho công an. Từ đó mới có thể có đầy đủ tang chứng vật chứng buộc các đối tượng phải thừa nhận hành vi của mình. Lãnh đạo công an đã trực tiếp đấu tranh với các đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Các đối tượng trong chuyên án vừa đấu tranh triệt phá thành công đã được xác lập và triển khai khá lâu. Trên không gian mạng thường có tính ẩn danh cao, qua các tài khoản ảo, kể cả số điện thoại gần như cũng không chính chủ. Các đối tượng sử dụng trên các nền tảng mạng xã hội để truy vết và chứng minh bằng các tài liệu chứng cứ đảm bảo pháp luật nhằm xử lý thường rất khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm cao, sự phối hợp đồng bộ của nhiều lực lượng nghiệp vụ và sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo công an tỉnh, chúng tôi đã tổ chức triệt phá và về cơ bản đã hoàn thành kế hoạch đấu tranh hiệu quả. Các đối tượng cá độ bóng đá qua mạng thường đối diện với hai tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
tội phạm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá là diễn biến hết sức phức tạp về hình thức, quy mô, từ hình thành tự phát, đơn giản, nhỏ lẻ cho đến các đường dây, băng nhóm tổ chức. Các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, tận dụng tối đa sự phát triển của công nghệ thông tin để thực hiện hành vi phạm tội và có tính chất liên huyện, liên tỉnh, thậm chí là liên quốc gia. Quy mô số lượng hàng chục nghìn người tham gia, số tiền để đánh bạc lên đến hàng nghìn tỷ đồng, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, điều tra. Nắm bắt thực trạng đó, ngay từ ban đầu, công an đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân nhằm phòng ngừa, đồng thời có kế hoạch đấu tranh với các đối tượng phạm tội nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Theo đại tá Nguyễn Hữu Hợp, giám đốc công an tỉnh Quảng Bình, cá độ bóng đá sẽ gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Có thể xuất hiện các hành vi như trộm cắp, lừa đảo và các hành vi khác nhằm mục đích chiếm được số tiền để tham gia cờ bạc. Xác định được vấn đề đó, Thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc đã chỉ đạo quyết liệt từ Phòng Cảnh sát Hình sự là đơn vị chủ lực cũng như là công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật, phương thức, thủ đoạn và hệ lụy của cờ bạc đến mọi tầng lớp của nhân dân. Chỉ đạo công an các địa phương áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh quyết liệt, tuyệt đối không có vùng cấm đối với các tụ điểm, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Cùng với đó là rà soát nắm tình hình và đấu tranh quyết liệt, không để bất cứ một ổ cờ bạc nào tồn tại trên địa bàn trong thời gian liên quan đến cá độ bóng đá cũng như các nạn cờ bạc khác. Có thể nói tội phạm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng tuy tinh vi, song các hành vi phạm tội đều để lại dấu vết và sẽ bị lực lượng chức năng phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm. Vì vậy mỗi người dân cần nhận thức đầy đủ các giá trị tốt đẹp của môn thể thao vua, xem bóng đá với tâm lý giải trí lành mạnh, không tham gia cá độ bóng đá, tổ chức cá độ bóng đá dưới mọi hình thức vì đó là hành vi vi phạm pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại video câu chuyện ngày hôm nay của Tuyển Văn Hóa TV. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.